Xin chào mọi người, đây là bản tin Công nghệ Mobile City được phát sóng vào lúc 11:30 hàng ngày. Ngay sau đây sẽ là những tin trình có cho bản tin ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với thông tin đầu tiên, Xiaomi mất dần vị thế. Trong 5 năm qua, thị trường smartphone giá rẻ tại Ấn Độ và Trung Quốc chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Xiaomi, nhưng hiện tại điều đó đang bị suy giảm nghiêm trọng. Tâm lý chống Trung Quốc tại thị trường này đang ở mức cao nhất mọi thời đại. Ngoài ra, người Ấn Độ hiện có thu nhập khả dụng hơn so với những năm trước. Hai yếu tố này đang khiến Xiaomi nhận lại những kết quả đáng lo ngại. Trong khi thị phần của nhà sản xuất Trung Quốc giảm mạnh thì Samsung lại tăng trưởng. Theo dữ liệu từ Counterpoint Research, hầu như trong mọi quý từ quý 2 năm 2018 đến quý 1 năm 2020, Xiaomi đều dẫn đầu. Nhưng kể từ quý sau đó, hãng bắt đầu chứng kiến sự sụt giảm. Đi sâu hơn vào vấn đề, trước quý 4 năm 2022, Samsung đã không coi trọng dòng Galaxy A, dẫn đến việc không thể cạnh tranh với Xiaomi. Ngay cả khi có dấu hiệu khởi sắc, Samsung vẫn không nỗ lực quá nhiều như Xiaomi, khiến hãng nhanh chóng mất đà. Giờ đây, Samsung đã quyết định đầu tư cho Galaxy A quay trở lại với hàng loạt sản phẩm mới, giúp Samsung kiểm soát được thị trường Ấn Độ. Và đối với Xiaomi, công ty này cần có một sự thay đổi trong công thức để lấy lại động lực tăng trưởng nếu không muốn bị bật bãi khỏi nơi này. Tin tức tiếp theo, vừa hiệu năng mới trên smartphone chuẩn bị ra mắt. Mới đây, leaker nổi tiếng Digital Chat Station vừa tiết lộ thông tin cho biết Vivo sẽ ra mắt dòng điện thoại EQ Neo 8 mới của mình vào tháng 5 tới đây. Chiếc máy này không được EQ set và phân khúc gaming, nhưng lại sở hữu hai biến thể với cấu hình vô cùng mạnh mẽ. Một đến từ Snapdragon 8 cộng Gen 1 và biến thể còn lại sẽ sử dụng Dimensity 9200 Plus đến từ MediaTek. Sự nâng cấp rất đáng chú ý so với con chip Dimensity 9000 cộng xuất hiện trên Neo 7 vào năm ngoái. Ngoài thông tin bộ xử lý, EQ Neo 8 sắp tới còn được cho là trang bị camera chính, sở hữu độ phân giải 50 chấm chất lượng và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh 120W như các mẫu máy tiền nhiệm. Mức giá dự kiến của chiếc máy này cũng sẽ rất hấp dẫn khi chỉ xuất phát từ 9,5 triệu đồng và có khả năng được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và bây giờ là thông tin cuối cùng trong ngày, đối thủ đáng gờm của Galaxy Z Flip 4. Vivo đang làm việc trên một chiếc smartphone màn hình gập dọc mới, dự kiến có tên gọi là Vivo X Flip. Tin tức về điện thoại này cũng được hé lộ nhiều trong thời gian vừa qua. Và ngày hôm nay, Vivo X Flip vừa được phát hiện trên trang web đo hiệu năng Geekbench với một vài thông số kỹ thuật chính. Tại đây, chiếc máy được xác nhận dùng chip Snapdragon 8 cộng Gen 1, có 8 nhân với xung nhịp cơ bản là 1,8 GHz, đi kèm GPU Adreno 730, RAM 12GB và chạy trên hệ điều hành Android 13. Với cấu hình trên, máy đạt được 1.680 điểm đơn nhân và 4.267 điểm đa nhân. Ngoài ra, X Flip sẽ có màn hình chính có thể gập lại và màn hình phụ nhỏ hơn nằm ở mặt lưng. Máy sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh đi kèm với hệ thống 4 camera sau chất lượng cũng như cảm biến vân tay được tích hợp bên dưới màn hình. Những thông số đủ để khiến chiếc Flip nổi tiếng nhất hiện giờ là Z Flip 4 của Samsung phải hết sức dè chừng. Dù đã có nhiều hơn những sản phẩm tốt hơn từ nhiều hãng, nhưng chiếc máy nhà Samsung vẫn đang là tiêu chuẩn hiện hành. Ok, vừa rồi mình đã tổng hợp một số tin công nghệ nóng có trong ngày. Nếu các bạn có gì đóng góp, hãy comment xuống phía dưới nhé. Đừng quên bấm like, subscribe kênh YouTube để nhận được những video mới nhất. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.